Hội đua thuyền truyền thống quận Ngũ Hành Sơn năm 2024 với chủ đề Đoạt cờ lệnh rước công chúa Huyền Trân diễn ra trên sông Cổ Cò, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Đây là lễ hội thể hiện nét văn hóa đặc sắc và đời sống sông nước của người dân quận Ngũ Hành Sơn, được tổ chức từ nhiều năm nay nhân dịp lễ hội Quán Thế Âm. Tôi cũng thấy cái ngày hội hôm nay là trước là cái tinh thần chung của toàn thể của thành phố Đà Nẵng. Sau nữa là cái ngày hội tức là để mà cho nó có một cái sự lành mạnh và thi đấu cho nó có cái sự cổ vũ của mọi người. Tôi thì cổ vũ chung đâu, nhưng mà có cái là hôm nay tức là tôi thấy là cái nhiệt tình của các đội là hôm nay là quận Hải Châu là được thành tích thì tôi cũng vui mừng. Giải đua năm nay có sự tham gia của 8 đội đua nam, nữ thuộc 7 quận huyện của thành phố Đà Nẵng. Các đội đua đấu theo thể lệ của cuộc thi nữ 2 vòng, nam 3 vòng. Tôi thấy tổ chức ngày hôm nay thì thấy rất vui, vinh dự của các hậu đua thuyền của tôi được vinh dự nhất. Sau 2 tiếng tranh tài sôi nổi, đội nam quận Hải Châu đã về nhất và được tham gia đoạt cờ lệnh trước công chúa Huyền Trân. Đây là phần được nhiều người dân và du khách trông chờ. Diễn viên hóa thân công chúa Huyền Trân trong bộ đồ nhật bình trắng, đầu có đội mắng bước xuống thuyền dưới sự chứng kiến của đông đảo du khách. Đây là hoạt động hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tôn vinh, ngợi ca ơn đức của người con gái nước Đại Việt. Anh Linh Bà dường như vẫn ẩn mặc màu nhiệm đâu đây trên sông nước Ngũ Hành Sơn.